Vô dây. Đó, cái này mới quan trọng nè. 2, 3, khui. Con đó, đó. Cái này nó nướng cái kiểu này nó cực kỳ là dễ lột da luôn á. Lò nướng mỗi kiểu kia nó cái da lột nó khó, tại nó dơ. Kê vô thùng nha để phóng ra nha. Trời ơi con bơ. Bơ. Đem cái gì vô con cỏ vậy bơ? Alo cả nhà nha. Cái số gắn mối này hôm qua đi bảy về chưa chút ra cả nhà. Này chút ra làm cái món gắn mối nướng độc lạ cả nhà ơi. Gắn mối nướng muối ớt là bình thường, nướng mỏi là bình thường. Hôm nay là làm cái món này là độc lạ luôn cả nhà. Ồ quá trời con gắn mối nó bự thật. Bơ bơ. Ờ nó đeo cái gì. Được đâu cũng chục con cả nhà. Bảy hôm qua còn bỏ con bảy chưa có chút ra. Món này thấy anh em trên mạng cũng trên TikTok cũng có làm một vài lần rồi. Để hôm nay làm ăn thử coi sao. Bật mí cái nhà luôn là gắn mối nướng nướng trong lon bia nha. Đó, có chuẩn bị sẵn mấy lon bia Tiger để đó. Cái lon bia đó là lon bia không nha, lon bia đó là uống hết nước rồi. Con có chữa bự ghê các em à. Con nó như con đó có chữa gì. Có còn có chữa im ghê luôn. Như con này hay gì nè. Con này có chữa nè. Ủa hết hồn cái bụng luôn ha. Một cái nè. Bây giờ là lấy cái đầu này nè. Tức là phải lấy cái nắp này ra nè ha. Là lấy cái đầu này cạ xuống dưới nền á cho nó đứt đâu cạ thế mà đúng rồi. Rồi 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 đứt chưa. Thì lấy cái dít nại lên hoặc lấy kéo cái sao đứt lấy cái nắp nó ra. Cái quan trọng là lấy cái nắp này ra nè, cái quan trọng nè. Ờ đứt rồi kêu ơi. Nè con thấy không, thấy nè đứt không. Nè thấy cái dấu đứt không. Nè lấy cái dít nại cái lên nè. Trời ơi quá đơn giản mà. Nè có dấu đứt nè. À, một lon này có thể là chứa khoảng 3 con gắn mối, 4 con gắn mối vô đây được. Rồi nãy là thọt vô lỗ nãy lên nghe. Gì khó vậy? Cái lấy kéo cắt quá rồi bỏ luôn đi. Bỏ, rồi lấy kéo cắt thử cái lon khác đi. Ồ cắt gì hả. Ồ cắt đó phải lấy cái gì đập đập mấy cái từ từ nó ra chứ để không đứt tay nha. Rồi đó là được em ơi. Họ lấy kềm bóp em ơi. Lấy kềm bóp lại. Rồi lấy kềm bóp lại thử coi. Lấy kềm á. Này cho vô
ba bốn con dừa. Bóp cho nó sát lại luôn này. Rồi này, đáng lẽ là này mài hồi là nó đứt nè. Mà sùm quá. Mài thấy nó sùm quá. Ồn quá. Chứ mài này đứt là đẹp luôn, bao đẹp luôn. Nó đứt hết bên nè, à, mài giáp vòng cái lon này là nó rớt nắp ra luôn. Rồi. Ừ, vậy là ok rồi. Mà chắc làm khoảng 3 lon rồi. Cái lon bỏ vô chừng 4 con. Ok, thì mình sẽ làm tương tự ba lon như vậy nha. Xúc cho sạch đó, để hôi bia lắm á. Con bỏ cái đuôi cho nó vô trước, bỏ cái đuôi cho nó vô trước. Như đây chắc khoảng chục ngoài con cả nha. Bỏ đuôi nó vô trước á. Đúng rồi. À, đừng đừng đè sát á, cho nó nằm á, cho nó nằm theo chiều dài theo cái lon á. Mà chừng cái tay đứt tay nha, cành nó bén nha. Đúng rồi, cho nó nằm theo cái lon gì đó. À, đó. Để. Vậy là một cái, vậy là bốn con rồi, được rồi kêu ơi. Giờ cái tay con nha. Bốn con, bốn con vô một lon ha. Rồi tiếp tục, tiếp tục. À, cái lon đó cũng vậy luôn. À, có một con còn sống. Hồi cái mình úp cái miệng nó xuống là cái đầu nó nằm ở dưới rồi. Tại vì nè, nướng mọi thì cũng được, nướng mọi cũng được mà làm sạch rồi nướng muối ớt sa tế là cũng được, mà này để làm món này nó là lạ chút xíu coi thử thì sao. Rồi rồi rồi, rồi còn ba con còn lon nữa mà, còn lon nữa mà, sao gì vừa luôn. Vậy là 9-10 con đúng luôn, 10 con có lon, 4 con lon này, 4 con lon này, 3 lon này cũng 3 luôn. Úp xuống à, ra đây đi, úp cái miệng nó xuống, đúng rồi, úp xuống luôn, úp xuống luôn. Ừ, ba lo rồi, gom ba cái cỏ khô ra đây, ra đây, ôm ba cái gom, gom này nè, cái gom á, ra đây, 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 cái gom khô khô rồi nè, cái gom á con, lần mà đốt nó như dễ cháy, nè, ba cái cỏ khô rồi nè. Nói chung là cái gì khô khô là đốt nó cháy là được rồi. Lá chuối, lá chuối đâu cũng được nè. Đã nhiều đi nó mới chín nha. Nó cái khô khô á. Bữa nay nay là món mới, nhờ con trai nó phụ cả nhà. Mỗi khi thì có, mỗi khi thì có bà xã phụ quay rồi. Này trong nhà đang làm á. Đang làm để cho bà xã làm, nhờ con trai nó ra nó phụ. Rồi rồi, ôm chắc lên coi thế sao rồi. Đã cái cá chuối khô rồi cũng được nè, cũng trái, cái gì nó khô là trái hả. Đúng rồi, cái gì khô khô là trái hả. Đây nè, cái này nè. Cái lá, cái lá. Ừ,
cái này nè nè nè, cái ba cái này nó mới khô nè. Đúng rồi. Trái luôn, chắc là hết đi, chắc là trên cái đòn thành công hay thất bại là nhờ con nha, trong nhờ vào con đó, không biết có hôi khói không thì không biết nha, kết quả thế nào thì, kết quả thì thế nào thì một lát nữa mới biết nha. Rồi đáng quẹt đố đây, có gì mình chăm vô thêm, hy vọng là sẽ ngon nha cả nhà. Bởi vì cái lon bia của mình úp xuống á, lon bia của mình úp xuống là cái hơi nóng nó sẽ tồn tại trong đó, là nó dễ chín lắm. Lá mà đốt cái lá chuối nó dễ cháy lắm. Chuối phường. Ồ lấy cho cái quẹt ấy rồi. Ờ lấy cái quẹt màu vàng kia kìa. Rồi cháy không? Rồi được ơi. Rồi được ơi. Rồi có bắt cái cỏ khô đó chứ nó cháy giật cái con chăm cho thêm lại là được. Đó, cháy rồi cả nhà. Ôi nghe thơm rồi. Thơm rồi. Ê, ngã luôn, đừng cho ngã luôn. Ngã luôn là nó không kín hơi. Phút này mới quan trọng nha cả nhà. Đây là bao chín luôn, chín chắc luôn. Khiều cái than ra hết đi. Đó. Này là chín chắc luôn, không chạy đâu khỏi vậy. Khiều hai bên ra cho sạch sẽ đi. Dùng kỹ năng thổi cái cho nó bay bụi trên lên hết kìa. Vô dây. Đó, cái này mới quan trọng nè. 2 3 khui. Chín chắc luôn rồi, chín chắc luôn rồi. Cái này là chín là ăn là bao ngọt luôn á. Ui. Quá trời thơm luôn rồi. Này ăn là bao ngọt luôn á cả nhà ơi. Rồi thổi cho sạch bụi trên miệng cái đi, thả chút ra. Đúng rồi, rồi chút ra đây luôn nè. Con đó đó. Ôi à, có mấy con này nó bị khét luôn nè, thấy không? Thành công rồi cả nhà ơi, thành công rồi. Cái này là ăn là bao phê bao ngọt luôn á, ăn là bao ngọt luôn á, này nó còn nguyên chất luôn á, với lại nướng dạng như giống như nướng mọi mà nướng kiểu này nó không có dơ, cả nhà, nó không có bị dính cho dính than nào nhiều á. Coi nè, nó cũng vàng thật luôn nè. Vậy là nào mấy con này mới đã nè. Rồi ôi mấy con đủ than cái im cái ghê ha. Còn mấy con ngon trắng trắng này này nè. Ôi sướng chưa, mấy con trắng trắng này nó chín hết rồi nhưng dạng nó chưa có đủ than á. Cái này ha, cá phê. Ờ cái đuôi đúng rồi, cái này cái đuôi là nằm trên cho nên nó vàng nè. Còn không? Rồi liền vô đó luôn đi. Liền vô đó đi. Rồi vô, bưng vô đây Kem ơi. Bưng vô Kem ơi. Tới công chuyện bữa này à.
Rồi ngồi đây đi, ngồi đây đi. Ăn đi. Đó. Làm chấm với muối ớt chanh nha cả nhà ơi. Ăn mấy con vàng vàng này mới xuê nè. Mà chấm với muối ớt chanh cả nhà. Chín hết rồi, cái này là bao chín luôn á. Ôi cái nè, thịt trong nè, bao chín luôn á. Mà nó không có dơ nữa chứ. Bỏ hết đi, bỏ ruột hết đi, đừng ăn ruột. Ủa con này có trứng nè cả nhà, con này con có chữa bị chảng luôn nè. Vô rồi, vô rồi. Này thử cái món dạng như nướng lon bia. Thấy trên anh em trên TikTok là cũng có làm rồi, nóng quá. Sao ăn thấy nó ngọt không? Này thì ăn bao ngọt rồi. Nguyên chất luôn mà. Quá trời nóng luôn á. Ô trứng nè cả nhà. Con này quá trời trứng luôn nè. Ô nóng quá. Trời trứng nè. Con này con gắn mối trái nha. Cái trứng nó ăn nó bùi bùi béo ngon lắm. Ok. Lấy ruột ra cho sạch nha. Ăn trứng thôi, thử cái trứng này, bùi lắm. Trứng rồi, nó trứng lên ăn. Đấy nha, thịt nó trắng khiếu quá. Chấm vô ớt. Đây, mời cả nhà nha. Gắn mối nướng lon bia. Nó dai dai mà nó ngọt cực kỳ luôn cả nhà ơi. Nướng kiểu này ăn ngon mà nó không có bị dơ nữa. Dạng như nướng mọi mà nó không có dơ. Ngọt. Nó ngọt đông trời luôn á. Ủa trứng hả? Ăn trứng đi. Trứng nó buồn á. Nào ba không có nướng luôn. Ủa trứng nó bụi ghê. Ra ba lột cho con là hai. Để bà lọc. Nó dễ lột da ha, nướng cái này nó nướng cái kiểu này nó cực kỳ là dễ lột da luôn á. Rồi nướng mỗi cái kiểu kia nó cái da lột nó khó, lại nó dơ. Thơm ngon tới giọt cuối cùng. Hả? Con nó mà thì mấy con trắng trắng vậy nè, thấy con này nó không có vàng chứ mà nó chín chín hết trơn. Con này có trứng luôn nè kìa, thơm ta. Con này cũng có trứng nè. Hết hồn cái trứng luôn đó. Lột lột ra ăn thử cái trứng đi. Bảo đảm với cả nhà nướng cái kiểu này ngon cực kỳ luôn cả nhà ơi. Thịt nó nguyên chất á, nó ngọt và cố luôn, nó dễ lột da nữa nè. Ngon thiệt không kem? Ngon. Bao ngon luôn. Quá ngon luôn.
rồi cho ba trứng coi. Cái trứng của nó ăn nó bùi bùi mà nó béo cực kỳ luôn á cả nhà, thấy sợ sợ chứ mà ăn ngon cực kỳ. Đây là trứng non nè, rồi trứng non nè, sao con không lấy lại. Trứng ngon béo ghê luôn. Trời ơi, cho ba con nó đi, rồi con khác đi. Mời cả nhà, rồi mời cả nhà nha, bao phê luôn, bảo đảm với anh em mình nè, chịu khó làm thử cái món này, ăn là khỏi chê luôn, không có món nào mà qua nó chứ, cực kỳ ngon, ngọt nữa. Trứng là có thể biết gì không, này là cái ấy của nó đó, không phải lộn này ra nè. Hôm nay chia sẻ cho cả nhà cái món này nè, cán mối nón nướng lon bia. Bữa nào anh em mình làm ăn thử món này nha. Rồi, ok thì cái video hôm nay em cũng xin kết thúc ở đây luôn. Quá đã. Anh em nào thấy món này ngon ủng hộ cho hai cho con mình một like, một lượt chia sẻ nha. Chia sẻ rộng rãi ra cho nhiều anh em biết đến cái món này. Nó cực kỳ là dễ làm mà ăn thì nó khỏi chê luôn. Rồi giờ hẹn gặp lại mấy anh em trong video tiếp theo nha. Bye bye.